chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có về thêm chắc cũng hơi nhiều đấy. 10 cây LG V20 nhé các bạn nhé. 10 cây LG V20. Máy tình trạng là 99. 99% thôi, máy zin nguyên bản luôn nhé các bạn nhé. Nghe nhạc lớn, âm thanh rõ nét, chụp hình sắc nét luôn. Nghe nhạc lớn đấy các bạn. Đây này, mở nắp thì các bạn bấm vào đây nhá, nó tự động sẽ gảy lên nhá. Máy rẻ, cấu hình cao. Máy này cỡ 2,3 triệu đổ về đây nhé các bạn nhé. Con máy này là chắc còn xấu rồi đấy. Đây. Máy cỡ 98, 99% chứ. Đẹp lắm. Mình quay chi tiết nhé, các bạn nào lấy thì có thể là mình sẽ kết bạn Zalo với mình sẽ gửi địa hình chi tiết hoặc có thể mình gọi video luôn nhé, cho nó chi tiết hơn. Chứ bây giờ quay đây nó cũng chỉ mang tính chất là quảng cáo thôi chứ không được chính xác hoàn toàn 100%. Còn khi các bạn gọi điện mình thì mình gọi video luôn cho nó chuẩn luôn, chất lượng luôn nhé. Mình sẽ mở thử ok. Trời, con này nó chạy được 1440 pixel này. Ghê vậy. Quá khủng khiếp luôn. Ảo diệu luôn này. Con máy này màu hồng cho bạn nhé. Đẹp chưa? Cái máy này mà nữ xài thì thôi rồi luôn. À, đằng sau này còn camera nó còn vẫn còn miếng keo do dán này.
mình chỉ demo cho con một con này nhá, coi cho chi tiết. Đẹp chưa? Các bạn yên tâm nhé, sẽ không hết hàng đâu. Mình lấy 10 con cơ, các bạn tha hồ. Máy đẹp như thế này thôi, không có quảng cáo hơn. Có sao mình nói vậy luôn nhé. Máy 2 triệu 3 đổ về thôi. Loa cực lớn nhé, lỗ sạc Type-C nhé, lỗ sạc đời mới nhất nha các bạn nhé. Tất nhiên mua là mình phải cho sạc rồi, kèm bảo hành rồi. Con máy này mình bảo hành 3 tháng nhé các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, giá 2 triệu 3 đổ về. Máy đẹp 98-99%. Cái này nếu mà bỏ hộp bán vẫn được luôn, nhưng không, mình chỉ bán máy không hộp thôi, có cục sạc. Thì được 2 cây màu hồng duy nhất nhé. Đẹp chưa? Đây, nốt 5 đây cái thi quý vị. 4 cây nốt 5 nhá. Giá dưới 3 triệu. 4 cây nốt 5 giá dưới 3 triệu này. Máy cỡ 97, 98, 99 có đủ luôn nhá. Đây mình test sơ qua cái này này. Cái này là do nhiều máy, mình kết nối nhiều máy quá nó mạng nó kém á. Đẹp thế. Đẹp dã man luôn. Mười cây thôi mà các bạn tha hồ nhá. Rồi, mình xin khép lại video ở đây nhé. Các bạn mà cứ thích cái máy nào ấy thì cứ liên hệ cho mình nhé. 6S thì mình còn 3 cây này. Còn đúng 3 cây thôi. 2 cây 32GB và 1 cây 16GB nhé. Cây 16GB mình bán 3 triệu 3 nhé. Cây 32GB, 2 cây 16 này. Chắc mình bán, chắc chắn là bây giờ mình bán để xả bớt đi cho rẻ. Các bạn yên tâm, giá cỡ nào cũng phải rẻ. Hàng chất lượng nha các bạn nhé. Hàng zin nhé. Kể cả mấy cái máy này, máy zin 100% luôn. Chưa bao giờ đã tháo đục đẽo cái gì hết nha các bạn nhé. Máy này pin rời nha các bạn.
Rồi các bạn thích cái máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé. Rồi, thân chào các bạn.